Nói về cái những người mà người ta không có phát nguyện vãng sanh, người ta muốn độ chúng sanh ở cõi này, thì có một cái ông cư sĩ đó mà Ấn Tổ khuyên họ, khuyên ổng mà mới lần đầu có vẻ ông chuyển được, nhưng mà cuối cùng cái tri thức của ổng và cái ngã của ổng quá lớn, cho nên cuối cùng ổng ngủ 3 ngày đêm là ổng chết luôn chứ không có vãng sanh được. Uổng thiệt là uổng, gặp Ấn Tổ rồi mà Ấn Tổ khuyên cũng không nổi. Thì đó là những cái điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Thì trước nhất chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là Ấn Tổ khuyên chúng ta niệm Quan Âm, mà những lá thư chúng tôi cho đọc ra và quý vị xem bộ văn sao, quý vị thấy đó phải không ạ? Nhất là cái vấn đề mà Ngài nói những người sanh đẻ đứa con đó là nó tới nó báo oán, nó không chịu ra, nó tới nó đòi nợ, nó đạp, nó làm cho mình phải nói là khổ cùng cực. Nhưng mà khi mình niệm danh hiệu Quan Âm, cái nó nghe nó dịu xuống, cái là nó im, mẹ tròn con vuông, sanh ra hồi nào không hay. Cái đây là các cụ phải nhắc, các cụ không có sanh con được là phải nhắc cháu, nhắc con của mình, nhắc chắc của mình. Ấn Tổ khuyên điều này, mà đây mình nghe như vậy, mình về mình nhắc cái những đứa cháu đứa con nó có duyên với mình, nó nghe mình nói cái tự nhiên nó tin, nó tin nó làm theo. Còn đứa nó không có duyên với mình nói nó không được, nhưng mà nói nhiều lần, nói nhiều lần cho nó. Thì Ấn Tổ mới nói rằng là Bồ Tát Quan Âm là cổ Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà thấy cái, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đó vì cổ Phật này thấy cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện vào trong cái cõi ta bà này, cũng như là ở trên 10 phương thế giới, trong đó có ta bà, cho nên cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm cũng muốn vào trong cái cõi ta bà này để độ sanh, cho nên Ngài mới nguyện sang Tây Phương đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà. Thì Ấn Tổ mới nói rằng là Đức Phật A Di Đà mà cần phải có Đức Bồ Tát Quan Âm để hỗ trợ tiếp dẫn chúng sanh, còn bọn phàm phu như chúng ta, Ngài nhận Ngài là phàm phu luôn á, Ngài nói Ngài là phàm phu, bọn phàm phu như chúng ta mà không cần sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm thì cái sự tu hành của chúng ta nó gặp nhiều chướng nạn, nhiều pháp nạn, gặp nhiều cái trắc trở, mà cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm cứu khổ một cách nhanh nhẹn, cấp kỳ, lẹ làng, có cảm tức có ứng ngay. Thì tôi khuyên các vị, khuyên con cái nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nếu mà 1.000 danh hiệu Phật thì 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cứ chiếu theo đó mà làm. Cho nên lúc trước Tịnh Thất Quan Âm sau khi mà công phu xong rồi cho đảnh lễ 50 lạy. Nhưng mà 50 lạy nó ít cái danh hiệu quá, cho nên đợt này chúng tôi ngưng lại đảnh lễ danh hiệu Quan Âm Bồ Tát trong Ngũ Bách Danh mà cho niệm. Nếu mà 15 phút là được 500 danh hiệu Bồ Tát, niệm theo cái tốc độ là Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát. Thì cái cách mà chúng tôi cho quý vị áp dụng để sau khi công phu mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mà Ngài nói nếu mà buổi sáng niệm 500 mà buổi tối niệm 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm tha thiết, thì người này được Bồ Tát Quan Âm âm thầm gia trì gia hộ cho người đó. Giờ chúng tôi nói đến cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Ở trong này Ngài có nói đến cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi đọc bởi vì lật cái cuốn sách trang số 8. Không biết quý vị làm sao cho chắc nhàn là có cái nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm. Lẽ dĩ nhiên tất cả chúng sanh nào cũng có cái nhân duyên, nhưng mà cái nhân duyên từ nơi cái tâm mình khởi lên, khổ đau cùng cực nhất là thôi tha thiết với Ngài ha. Đặc biệt cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát nó có cái công dụng chỗ này nè, trước khi đọc cái chỗ này nói cái công dụng này nha. Cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm còn một cái tên nữa, còn một cái danh hiệu là Vô Ý Thí. Vô Ý Thí nghĩa là cho cái không sợ hãi. Vô là không, úy là sợ, thí là cho. Cái danh hiệu của Ngài, Ngài có phát cái đại nguyện là ai sợ sanh tử khổ đau, bất cứ nỗi sợ gì đến với bạn, bạn thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cái nỗi sợ này từ từ nó tan biến.
Nhưng mà để khi đụng chuyện rồi mới niệm, đôi khi cái nỗi sợ nó lớn quá, mình niệm nó lâu có chuyển được, hoặc giả niệm có khi nhiều lúc không qua. Thì bây giờ bắt đầu mình phải niệm từ bây giờ, để lúc đụng chuyện rồi chúng ta niệm nó mới trôi qua được. Chúng sanh có cái điều trở ngại nè. Chúng sanh mình là sợ quả không sợ nhân. Làm nhân ác không sợ. Nhưng mà khi cái quả ác nó tới rồi, bắt đầu lúc đó mới té ngửa ra, hoảng hốt, lo sợ. Nhưng mà khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm một thời gian thì cái tâm này nó sợ cái nhân ác. Xuất hiện cái điều này lạ kỳ. Không dám làm nữa. Nghĩ đến cái là rùng mình rợn óc sợ. Thấy miếng thịt là thấy rằng là mình ăn vào đây thì cái nghiệp quả nó sẽ khôn lường. Cái lúc mà lâm chung nó sẽ đau đớn như con thú nó kêu gào nó chết. Nghe vậy một cái là giật mình nuốt không trôi. Thì cái người niệm Quan Âm niệm Phật lâu ngày nó xuất hiện cái tâm lý này. Nhưng mà nếu mà niệm mà nó chưa xuất hiện tâm lý này là mình công phu nó chưa có đắc lực. Mà niệm hoài mà còn ăn thì gọi là gan cùng mình rồi đó. Gan cùng mình rồi. Không sợ cái nghiệp quả rồi đó. Bây giờ chúng ta đọc cái đoạn này quý vị nghe ha. Tổ Ấn Quang khuyên hành giả tu tịnh độ nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và cách đối trị tập khí. Cách đối trị tập khí là nằm phía sau này cái đoạn trước. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha nên ti an trụ nơi cõi thường tịch quang. Tức là Bồ Tát Quan Âm ngài ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái cấp bậc của ngài là để ở trên thường tịnh quang tịnh độ, là cái cõi tứ độ mà cao nhất, thường tịnh quang. Thường tịnh quang lại thùy tích trong ba cõi thật báo phương tiện đồng cư. Tức là ở trên Tây Phương Cực Lạc, cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm ngài đi lại trong thường tịch quan tịnh độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ và phàm thánh đồng cư độ là ngài đi lại được hết. Vì cái thần lực của ngài và cái công đức của ngài và cái nguyện lực của ngài ở trên Tây Phương Cực Lạc đó là ngài lưu thông được tứ độ cửu phẩm. Cho nên bất cứ mình về Tây Phương Cực Lạc, cái độ nào trong bốn độ đó là phương tiện hữu dư độ, phàm thánh đồng cư độ, thật báo trang nghiêm độ và thường tịnh quan tịnh độ đều gặp Bồ Tát Quan Âm hết. Mà thân ở trên đó là giống nhau, thân Bồ Tát Quan Âm cũng y như thân Đức Phật Di Đà. Thân của mình vãng sanh về đó khi hoa nở, thấy Phật ngộ vô sanh, và thân này cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y hệt như thân Đức Phật Di Đà. Nhưng mà vì sao mình biết là đó là Bồ Tát Quan Âm, là Phật Di Đà, là Đại Thế Chí Bồ Tát, là Phổ Hiền, là Văn Thù? Bởi vì người đó đã đắc được tha tâm thông. Cho nên họ biết được, tuy rằng tướng giống nhau nhưng mà cái tâm, cái công đức của mỗi vị Bồ Tát khác nhau. Mình có tha tâm thông cho nên mình biết. Còn ở dưới này mình không biết quý vị. Giờ nhìn thầy Thông nó cũng không biết ổng là Phật Bồ Tát Quan Âm hay là phàm phu, mình cũng không hiểu nổi. Bởi vì mình là phàm phu chưa đắc tha tâm thông cho nên không biết ổng là ai. Không biết thượng tọa đó là Bồ Tát hay là phàm phu. Thôi mình cứ coi họ là Bồ Tát đi cho nó yên tâm. Nhưng mà lỡ mà mình coi họ là phàm phu mà là họ là Bồ Tát cái là mình chết ngắt, là mình phạm trọng tội. Mà dẫu cho họ phàm phu đi nữa thì tương lai họ thành Phật. Cho nên Ấn Tổ nói một câu là: nếu người nào cảm được lời của tôi, thấy chúng sanh là gà, vịt, heo, chó, là cha mẹ của quá khứ, là Phật trong vị lai, thì tôi tin chắc quý vị là không dám nuốt trôi qua cổ. Cái lời của ngài nó có cái tác dụng lớn lắm ngàn. Những người mà có căn lành đó, họ nghe cái là cái nghiệp bắt đầu nó rơi rụng liền. Còn cái người mà căn lành họ kém, họ nghe nó không rơi rụng nổi. Như vậy là Bồ Tát Quan Âm, nếu ai kết duyên với ngài, khi mình vãng sanh bất cứ về cái độ nào trong tứ độ ở Tây Phương Cực Lạc đều gặp ngài cả. Cái hành nguyện của ngài lớn như vậy. Mà đây là Ấn Tổ nói nha. Chúng tôi không có thấy cái chỗ nào có nói cái điều này.
cứ nói Bồ Tát Quan Âm ở bên Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ở trong này Ngài nói lại rõ quý vị, ở trong tứ độ. Ti thường hiện thân nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, duyên giác, thanh văn và thân trong sáu đường trời người lục đạo. Ti thường hầu Di Đà nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chỉ tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Chúng tôi nói ngang cái đoạn này. Có nhiều người nói Bồ Tát Quan Âm là nữ. Ở trong này ai nói Bồ Tát Quan Âm là nữ giơ tay lên nha. Sợ rồi, biết rồi không? Có nhiều người nói Bồ Tát Quan Âm là nam. Thì chúng tôi nói là cũng không phải nữ, cũng không phải nam. Tức là tùy thời, tùy lúc, tùy nguyện mà ứng hiện thân nữ, thân nam. Thân tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, thân chấp kim cang, thần. 32 ứng hết thân tùy nguyện mà ứng hiện mỗi loại thân khác nhau, nhưng không cố định là thân nữ mà không cố định là thân nam. Nhưng mà mình đây là trong cái cõi này nè, một đời này nè, mình là cố định nam là nam mãi thôi, chứ không thể nào nữa chừng nam 30 tuổi nó chuyển thành nữ, không phải, không thể nào được. Cái nghiệp báo của mình là nam thì phải suốt nam trong một cái cuộc đời của mình, nữ là phải suốt nữ, mang thân nữ này suốt. Đó là thân nghiệp báo. Còn cái thân của Bồ Tát là thân nguyện lực. Vì sao Ngài được cái thân nguyện lực này? Vì Ngài vì tất cả chúng sanh, không vì mình. Nhớ cái chỗ này. Mình thì lúc nào cũng ích kỷ, vì mình, vì gia đình chấm hết rồi. Chút nữa chúng tôi đọc cái câu chuyện cho quý vị nghe, là có một cái gia đình đó đó, họ làm lên lúa gạo, họ vì chúng sanh, họ vì mọi người, họ mang đi cho hết, họ đủ ăn thôi. Sau đó rồi bị một cái cơn nước ngập, mà khi ngập hết cả một cái vùng đó, người ta chạy sơ tán đi hết. Riêng gia đình đó ở trong nhà mà chỉ thấy như là một cái đám mù che, nước rút đi hết, gia đình họ vẫn an bình. Ấn Tổ mới nói là làm phước động đến quỷ thần, đến các vị long thần hộ pháp che chở, cho nên nước ngập gia đình đó không chết. Đó là nhân quả vì người, cho nên lúc gặp nạn có các vị long thần hộ pháp gia hộ. Nếu không nói nhân quả cho họ nghe trong đời này thì không còn cách nào. Chút nữa có cái mẫu chuyện này quý vị nghe ha. Từ từ lần lần lắng nghe. Như vậy Bồ Tát Quan Âm 32 ứng hóa thân, tùy nơi mà Ngài ứng hiện, tùy nguyện mà Ngài ứng thân, không cứ là thân nữ hay là không cứ gì thân nam. Chúng tôi qua bên Trung Quốc thấy cái chùa đó thờ Bồ Tát Quan Âm là người đàn ông có râu luôn. Và trên trần người ta chỉ là cái lúc mà lửa nó cháy cái chùa này á, thì xung quanh nó cháy hết, mà ngay chỗ Bồ Tát Quan Âm đứng không cháy. Bây giờ các vị nhìn lên lại lúc chúng tôi qua đó, họ nói bây giờ quý vị nhìn lên lại ngay chỗ Bồ Tát Quan Âm ở trong cái Phật điện này cháy xung quanh, mà ngay chỗ Ngài vẫn là gỗ cũ, gỗ xung quanh đó là gỗ mới, nó cháy mới có làm lại, còn gỗ chỗ Ngài đứng là gỗ cũ. Chúng tôi lên nhìn lên thấy rõ ràng. Khi cái thân tượng, khi cái hình tướng của Bồ Tát Quan Âm, dầu là hiện thân nam hay thân nữ, bất cứ một cái thân Ngài ở một cái nơi nào là đều có long thần hộ pháp, các vị hộ pháp để mà hộ trì gia hộ cho Ngài. Vì sao được như vậy? Bởi vì Ngài vì chúng sanh hơn vì mình. Nhớ chỗ này. Vì mình bắt đầu nó sanh ra cái tâm ích kỷ. Ví dụ như là quý Phật tử, người vợ lúc nào cũng chiều chồng, vì chồng, lo lắng cho chồng, cho con, lo lắng cho bên vợ, bên chồng, lo lắng cho cha mẹ, lo lắng hết tất cả mọi người. Thì cái phước của người này nó lớn, lâu ngày nó cảm động đến các vị thần, các long thần hộ pháp. Thì cái phước báu của người này lúc người ta ra đi, người ta rất là nhẹ nhàng, và người ta hiện tại sống người ta cũng bình an. Còn mình vì mình ích kỷ, giống như chúng tôi nghe thầy Nhuận Minh hôm bữa giảng ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm á, nói có cô Phật tử của nói thầy ơi, cho con mượn 2000 đô để con cho trả nợ cho con cá độ qua đá banh World Cup.
Trời ơi, Phật tử người ta mang lên đây từng đồng từng cắt, có người cúng 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mà giờ cổ không cúng mà cổ đi mượn tiền cho con, cổ cá độ đá banh đám nợ rồi. Vì mình phải không ạ? Đúng là con hư tại mẹ. Dám gọi điện lên chùa mượn tiền chùa, gặp thầy Nhuận Binh mượn 2.000 đô để trả tiền cá nợ đá banh. Thầy Nhuận Binh kêu không được đâu cô ơi, tiền của Tam Bảo làm sao mà cho cô mượn để cô trả nợ đá banh cho con cô. Bây giờ đây là đã cho cô mượn rồi, nó cá độ nữa rồi, cô đi vòng vòng các chùa cô mượn mang tội chết. Mà họ không có nghĩ có tội đâu. Cũng là Phật tử rồi đó, biết chùa rồi mà sao lại như thế. Họ không có học hiểu giáo lý của Đạo Phật. Vậy cho nên chúng tôi mới nói là vì mình nó sẽ gì? Nó sẽ tổn phước tổn thọ, gặp nhiều chướng nạn. Hy sinh vì người, hết lòng vì người, nhưng mà vì người chính là vì mình đó. Vì người mình làm lợi ích cho chúng sanh, có phước báu rồi, mình muốn cái gì cũng được hết cả. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm là ban vui và cứu khổ vì chúng sanh. Khi thấy một chúng sanh đau khổ thì Bồ Tát Quan Âm giống như cái tâm trạng của Ngài, giống như là một đứa con đẻ của mình đang gặp nạn. Và cái tâm Bồ Tát Quan Âm là vậy. Nhưng mà nếu mà cái tâm của chúng sanh, nếu mà tha thiết an trụ vào trong danh hiệu của Ngài mà niệm á, thì tâm Bồ Tát với tâm chúng sanh gặp nhau. Thì khi mà tâm chúng sanh gặp tâm Bồ Tát và gặp nguyện lực của Bồ Tát và gặp thần lực của Bồ Tát Quan Âm thì cái nghiệp mình sẽ được hóa giải. Mà khi mà cái tâm của mình mà muốn để mà cảm được cái nguyện lực và cái tâm của Bồ Tát Quan Âm á, thì cái tâm này khi khổ mình phải vì chúng sanh chịu khổ thế. Thứ hai nữa là khi mình khổ như vậy, mình biết mình ăn năn sám hối, nguyện Quan Âm gia hộ cho mình vượt qua khỏi chướng nạn. Chứ nếu mà mình niệm Quan Âm mà mình cầu để lợi riêng tư cho mình, cầu lợi ích cho mình, cũng như cái cô đó chú, bị con cái nó cá độ đá banh, bị thua cá độ 2.000 đô, bây giờ cầu nguyện tha thiết niệm Quan Âm để cho chùa cho mượn 2.000 đô, thì vụ Quan Âm nó không gia hộ vụ đó rồi. Rồi niệm miết cầu Quan Âm, sao Quan Âm không gia hộ cho mượn 2.000 đô, rồi cuối cùng kia là kêu Bồ Tát Quan Âm không linh, chùa đó không từ bi. Thì cái này họ không hiểu được giáo lý của Đạo Phật, không hiểu nhân quả. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho những người phải có cái tâm nguyện vì chúng sanh, vì người. Chứ nếu mà lợi ích riêng tư, ích kỷ vì mình hại người thì Bồ Tát không bao giờ gia hộ cho người đó. Đúng không quý vị? Đây, câu này là Ấn Tổ nói à. Hòa Thượng Tịnh Không kể có một vị sư đó mà cũng không có tin cái thần lực của Tam Bảo gia trì Quan Âm gia hộ. Thì có một vị đó nói tôi không có tin cái sự gia trì gia hộ đâu. Hỏi sao không tin? Tôi có ở trong cái thất đó, tôi cầu nguyện mãi bao nhiêu tháng nay để mà cho Phật tử cúng cho tôi cái tủ lạnh mà cầu hoài chưa có. Cái Hòa Thượng Tịnh Không mới hỏi là ở tại cái chỗ của sư ở đó là có bao nhiêu người? Cái có mình tôi à. Cái mình một mình thầy còn gì mà tủ lạnh, ít quá. Nếu mà thầy mà ở đông người vì mọi người thì Quan Âm cũng gia hộ cho nhiều người có tủ lạnh để chứa rau cỏ, cho mình thầy ăn đâu có cần chi tủ lạnh, cho nên Quan Âm khỏi gia hộ. Đúng rồi. Cho nên chúng ta nói là cái cầu nguyện đó là mình phải hiểu được, thứ nhất là nó có phải có cái phước báu mình có sẵn. Cái phước báu này Quan Âm không thể mang cho mình được. Nhưng mà cái cầu nguyện đó để cho mình an trụ vô trong danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, để cái tâm mình nó định tĩnh, nó có trí huệ sáng suốt, và để mà mình quyết đoán được cái công việc đó. Đó là cái thứ nhất Ngài gia hộ cho mình cái tâm được định tĩnh. Thứ hai, nó gạn lọc đi tất cả những cái ác tưởng trong tâm mình khi mình gặp nạn. Thường mình gặp nạn là nó sanh ra ác tưởng, sanh ra cái tâm oán thù, báo oán. Như vậy cho nên thành ra cái danh hiệu của Ngài để gạn lọc được cái tâm của mình, không còn những cái oán thù trong tâm mình, để tâm mình nó an nhiên. Thì khi tâm mình nó không còn oán thù, tâm mình nó an nhiên, bình ổn, thanh tịnh, thì gặp những người hiền nhân đến giúp mình.
Mình hiểu được cái lý sâu xa như thế thì mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát mình yên tâm. Và có nhiều người nói là danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là ở trong tâm mình, chứ không có Bồ Tát Quan Âm ở ngoài đâu, đừng có niệm chỉ mất công. Nhưng mà Ấn Tổ là không nói vậy. Ấn Tổ nói là có Bồ Tát Quan Âm ở bên Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ước cõi, đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà, dùng cái nguyện lực ứng hiện nhiều loại thân, ứng hiện loại cây, loại đá, loại nhà, loại nước, bất cứ một cái loại gì Bồ Tát Quan Âm đều ứng hiện để giúp cho chúng sanh nó tùy tâm mãn nguyện. Cho nên Ngài khuyên tất cả mọi người nên niệm danh hiệu Quan Âm. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị. Khi gặp chướng nạn, bèn ở trong tâm liên tục quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, năm chữ. Cái này có cái lá thư của Ngài có nói trong đó nghe. Còn niệm ra bên ngoài, xưng niệm tha thiết cung kính, bảy chữ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát. Những cái điều này cố gắng nên nhớ kỹ. Mình làm rồi mình chỉ cho bạn bè, con cái, cháu chắt của mình. Con ơi, gặp nạn cố gắng niệm danh hiệu Quan Âm nha con. Nó nghe mình cái bắt đầu nó tin cái làm theo. Lỡ mà nó chưa tin, nó nhắc hoài, nhắc thời gian, nó lớn lên nó kêu ô, tôi nhớ bà nội tôi có lúc đi chùa ông thầy Nhàn. Ông nói tổ sư ông Quan là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát á, có nhắc mọi người nên niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Tôi nhớ rồi, bà nội tôi, má tôi có nhắc như vậy. Cái nó sực nhớ, nó gặp khổ nạn cái nó niệm. Cái đó mình còn hơn cho nó bạc tỷ. Nó đang gặp khổ nạn cho nó bạc tỷ không giải quyết được đâu. Cái thọ khổ ở trong tâm nó, cái bạc tỷ nó không giải quyết, đôi khi nó rối rắm thêm. Thế mà lại cho nó cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, cái lòng nó an, an định. Trí huệ nó sáng suốt, bắt đầu nó quyết đoán được cái công việc, nó vượt ra cái chướng nạn. Cái điều này chúng tôi nói rất nhiều lần ở Đại Tùng Lâm, những cái pháp hội lớn lại Ngũ Bách Danh. Nhưng hôm nay chúng tôi nói chúng tôi cảm xúc nhiều. Ở trong này ai tin điều này giơ tay lên cho biết ạ. Tin nhưng mà phải niệm chứ không phải tin để đó nghe. Tin rồi để đó chuyện nó khác. Nhưng mà tin là niệm là cái chuyện nó khác. Những cái điều mà hôm nay chúng tôi nói là bằng cái đấy, tận đáy lòng chân thật lắm. Thực sự là bằng đáy lòng chân thật lắm. Tận đáy lòng chân thật nghĩa là chúng tôi cảm được cái lời văn sao của Ấn Tổ. Chúng tôi cũng hành trì nhưng mà dĩ nhiên là nó chưa có đạt được. Giống như Ấn Tổ nói là ứng hiện Bồ Tát Quan Âm 32 ứng hóa thân. Ngài ứng hiện từng loại thân để cứu độ mình thì chúng tôi cũng chưa được trọn vẹn. Chưa được gì cả đâu. Nhưng mà cảm được cái lời của Ấn Tổ hôm nay mới đem ra bảo ban chia sẻ cùng các bạn xem. Thì như vậy hôm nay mình thấy rằng cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Âm mà chúng tôi nhắc lại, Ấn Tổ nói rằng là Đức Phật A Di Đà mà phải cần có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh để mà tiếp dẫn chúng sanh. Lúc chúng sanh gần vãng sanh mà cảm được với Phật thì Bồ Tát Quan Âm cầm cam lồ, cái nhành dương liễu thấm vào bình cam lồ, rảy xuống để cho chúng sanh tỉnh ra. Bồ Tát Đại Thế Chí cầm đài bằng vàng trao đỡ gót để chúng sanh đó ngồi trong đài vàng. Rồi trong cái hoa sen đó trưởng dưỡng cái thánh thai, trưởng dưỡng cái đạo tâm mình, trưởng dưỡng cái pháp thân huệ mạng mình. Về trên đó 10 kiếp bắt đầu hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Tùy theo cái công đức tu ở đây mà về đó hoa nó nở nhanh hay chậm. Trên cái bộ văn sao này Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên á, là ra đời cái lúc mà Ngài còn tại thế và Ngài duyệt qua cái bộ văn sao này. Còn Tam Biên này là lúc mà Ngài ra đi rồi, bắt đầu một số những người, người ta mới hội tập lại những cái lá thư của Ngài. Tam Biên này là sau. Còn Tục Biên chúng tôi đang chuẩn bị in 10.000 cuốn đó. Là lúc đó Ngài đã giảo chánh, Ngài duyệt và Ngài đồng ý cho những cái lá thư Ngài được ra đời. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi hay nói quý vị là đọc trong văn sao thì tất cả những khúc mắc của mình được tháo gỡ. Quý vị nghe thì thấy bình thường, bởi vì có nhiều người chưa khúc mắc, chưa đọc gì cả. Hoặc có khúc mắc mà không đọc cho nên thấy bình thường. Cho mấy cái người mà bị khúc mắc, bị chướng duyên, bị gặp những trở ngại mà người ta đọc nó bị tháo gỡ, nó được tháo gỡ thì người ta nói nghe cái câu này nó ý vị, nó thấm thía. Và hành theo những gì trong văn sao đã nói thì mình cũng là người trong liên trì hải hội. Có nhiều người chưa hành, người ta nghe qua người ta bỏ đó, rồi người ta chê bai chỉ trích, rồi nói thầy Nhàn bên đây giảng gì tào lao xen tạp. Thì những người này không hành theo văn sao thì không phải là người trong liên trì hải hội. Mà người nào mà hành theo văn sao thì người này là người trong liên trì hải hội. Tên của mình đã ký gửi trong liên thai, thì thân của mình đang ở trong ta bà ngũ trược ác thế,
mà tâm của mình đã ký gửi trong liên thai rồi, thì chắc chắn người này lúc thọ mạng họ hết, họ xả ly ta bà được, họ hân nguyện tiện độ được, họ đủ được thiện căn phước đức nhân duyên, tính nguyện đầy đủ, thì lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm là họ vãng sanh. Vì trong 10 niệm đó nó đủ tính nguyện. Này, cho nên Ngài mới nói là người tu tịnh độ là phải nghiêm trì tịnh giới, phát bồ đề tâm, tính nguyện chân thật. Đó là nắm vững cái gốc của người tu tịnh độ. Quý vị mà để nghe được cái điều này, quý vị đã thông tư tưởng, quý vị thích thú và chúng tôi nói được điều này, là quý vị phải có thời gian dùi mài văn sao, kết duyên với Ấn Tổ. Nên có nhiều người mà phải nói là người ta đọc được lá thư của Ấn Tổ là tối người ta nằm mơ là được Tổ thọ ký rồi, Tổ rờ đầu rồi. Họ quý lá thư quá, họ cất, họ giữ. Lúc Tổ còn sống họ mang đến, họ đưa cho Tổ, họ Tổ khai thị cho họ rồi. Bởi vì cái tính tâm họ quá kiên cố, tính tâm họ quá sâu dày, họ có nhân duyên với Bồ Tát Đại Thế Chí và nhân duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng quý vị đọc trong văn sao, quý vị thấy cái điều này. Nhưng mà có nhiều người đọc sao thấy Tổ nói gì đâu, in kinh in sách nói chuyện của người ta, không không giống gì chuyện của mình, là bắt đầu là thấy căn lành của mình kém. Nhiều người, chút nữa chúng tôi nhờ thầy Nhuận Minh đọc cô đó cũng nói sao ai, con đưa những người, người ta đọc người ta thấy chả cái gì trong này, mà con đọc đến đâu gai ốc con nổi đến đó, con cảm xúc, con nghe thầy giảng văn sao, con nghe mấy cái đĩa đầu là thôi con nhảy con hò con reo rồi. Họ mừng đến mức độ như vậy. Đó là chúng tôi nói sơ về cái việc người tu theo pháp môn tịnh độ phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nói đến đây thôi, không có thời gian nhiều, cũng gần tiếng à, 10 giờ 13 phút. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 056100747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France, Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Swift Code BFTVVNVS 056, Account No 0561370747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.